Dạ con thưa bác, con tên là Phan Nhã Uyên, con có một số câu hỏi xin bác giải đáp giùm con ạ. Con hỏi đi. Dạ thưa bác, gia đình của cháu mê tín, vậy cháu làm sao có thể giúp cho gia đình mình hết mê tín thưa bác? Bây giờ này nó cũng dễ mà nó cũng khó. Thì con gia đình con hết mê tín á, thì bây giờ con đem hai cái chữ mê tín ra con biểu nguyệt gia đình, con giải được hai chữ mê tín này thì tự động hết mê tín. Thấy không? Chỉ hai cái chữ này mổ sẽ được hai chữ mê tín thì gia đình con hoàn toàn không mê tín. Nếu điều kiện người ta chịu mổ sẽ hai chữ này. Còn nếu người ta không chịu thì thôi, thì cũng không khó làm được hết. Thấy không? Chứ còn nếu mà xã hội hết mê tín thì nó vậy, nó khác, cái gia đình nó khác. Gia đình là do người trong gia đình, xã hội là do người của xã hội. Muốn xóa được cái nào thì phải tùy theo cái bộ phận đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác câu hỏi tiếp theo là trước đây là con tu thiền tông mà bây giờ con không tu theo thiền tông nữa, vậy con có bị nhân quả gì không thưa bác? Cái này cũng không nói có hay là không. Tu thiền tông mà con đừng có tạo cái gì nhân quả thì con không bị nhân quả. Con hết tu thiền tông con trở về dòng tộc được, dòng họ được. Còn nếu con tu thiền tông mà con gieo cái gì, con tạo cái gì nhân quả thì con không trở về họ tộc được mà con phải theo nhân quả. Ví dụ con lừa gạt người ta con phải làm qua báo sao về dòng họ được, phải không? Đó, còn hoặc là con làm sao cho người ta khổ sở để người ta lấy tiền thì con xuống địa ngục sao con về dòng họ được. Là tùy theo cái này, mình tu đừng có gieo nhân quả thì về họ tộc được. Còn tu bị gieo nhân quả thì gieo nhân nào nhận quả nấy. Chỉ có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, trước đây cháu theo đạo thánh mà cháu không có về thánh được, vậy cháu sẽ thành gì hả bác? Bây giờ nó thiệt, còn cái đạo thánh là dễ nhất, 1.000 người tu về đủ về 1.000 người tu đạo thánh không cách nào thoát ra được. Tu đạo thánh là thành công nhất. 100 người tu thì thành thánh, đủ 100 thì làm sao mà không ấy được. Vô đạo thánh thì không có được đâu, trừ trường hợp này nè. Khi mà con chưa chết á, mà con bỏ, thì con trở lại sống với nhân nghĩa lễ trí tín, thì con trở lại làm người, dòng ở lại họ tộc được. Nhưng mà Đức Phật có dạy nè, tu thánh thì 100% thành thánh, không có thể nào không thành được hết, phải đạt được hết. Thấy không? Phải hiểu nguyên tắc này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, cháu thấy có nơi hành lễ mừng thọ đại giới đàn pháp loa là để làm gì thưa bác? Cái câu chuyện này nó cũng dài dòng. Bây giờ nè, cái nó để là chúc thọ đại giới đàn pháp loa, phải không? Chúc thọ là mừng cái tuổi thọ. Giới là cái giới luật của cái tổ pháp loa này, giới luật của tổ pháp loa này. Thấy không? Thành ra con muốn hiểu cái này nè, mà cái này thì để dùng cho cái con người mà tu theo đạo của Trúc Lâm Yên Tử, người ta mới hành lễ này. Còn nếu mà con không tu cái đạo Trúc Lâm Yên Tử thì con không có hành lễ này được đâu. Bây giờ cái câu chuyện này thì bác sẽ nói cho con nghe cái đầu của đuôi nó thế này nè. Khi mà vua Trần Nhân Tông á, ông bỏ ngôi vua lên núi Trúc Lâm Yên Tử, ông tu. Thì ông tu là gì? Ông có cấp cho người ta một cái giấy gọi là giống như chùa Thiền Tông Tân Diệu, là cấp cho cái yếu chỉ Thiền Tông vậy. Là ông cấp cho cái giấy gọi là gì? Yếu chỉ kêu bằng Thiền Phái Trúc Lâm. Yếu chỉ Thiền Phái Trúc Lâm. Khi mà vua Trần Nhân Tông mất á, thì ông pháp loa ông kế vị cái này. Thì vào năm 1325 ông có tổ chức một cái lễ kỷ niệm đầu tiên về cấp cái yếu chỉ của cái pháp môn Phái Trúc Lâm Yên Tử này nè. Thì vì thế nó có cái danh từ này, chúc thọ là chúc mừng cái tuổi thọ của này. Nó mới được có mấy năm thôi.
rồi đại là lớn, là cái lễ này làm lớn, là giới là cái giới luật của cái phái Trúc Lâm Yên Tử này nè. Mà cái này ai làm? Khi Trần Nhân Tông mất rồi, ông Pháp Loa đó, ông làm 1325, ông làm cho đến 5 năm sau là ông chết, 1330 là ông Pháp Loa ông chết. Đến năm 1331 thì Tổ Huyền Quang mới tổ chức cái này, đem về thành Thăng Long làm, thì người ta mới biết, chứ ngày xưa tự làm trên núi Yên Tử người ta không biết. Thì từ đó thì ông mới tuyên bố là Đại Giới Đàn Pháp Loa năm thứ 6, có nghĩa là 6 năm. Mà con có hiểu là cái ngày xưa đó, nếu mà con mà được cấp cái giấy này á, là làm sao? Con phải hiểu năm thứ như thế này nè. Đạo Phật phái Trúc Lâm Yên Tử, Đạo Phật Thiền Tông phái Trúc Lâm Yên Tử là không tu, không cúng, không cầu, không lại, và không chứng, không đắc. Không, hoàn toàn người nào ngày đó mà ai hiểu được năm cái phần này là các tổ sẽ cấp cho một cái giấy gọi là giác ngộ yếu chỉ phái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì hiện nay giống như là chùa Tân Diệu, ai hiểu năm cái này thì được cấp là yếu chỉ thiền tông của chùa Tân Diệu, nó cũng giống vậy thôi. Mà người nào mà muốn tổ chức cái này là người đó phải tu theo cái phái này. Mà hiện nay chú có thấy nhiều người đó đang tổ chức cái này, nhưng mà không biết họ có hiểu cái nguồn gốc không. Chứ nếu mà năm nay, năm 2021 này mà nếu mà tổ chức cái lễ này, thì cái tổ chức cái lễ này nó có cái nguyên tắc của nó, chứ không phải là muốn tổ chức. Thì cái bảng treo á, chúc thọ giới đàn, đại giới đàn Pháp Loa năm thứ 696. Vì tới bên nay là cái lễ mà của ông Pháp Loa làm ra thì được 696 năm rồi. Nếu người nào tu theo cái này làm ở đó thì phải treo cái bảng đúng vậy đó. Treo cái bảng đó đúng rồi đó thì phải 6 cái bài tham luận về cái pháp môn này. Chứ không phải là mở ra làm gì. Mở ra để đọc 6 cái bài tham luận về cái pháp môn này, gọi là Đại Giới Đàn Pháp Loa đó. Mà nếu mà người nào hiểu này thì mới làm vậy. Mà cái gốc tích này nó không phải đơn giản đâu. Cái gốc tích này là ngày xưa Đức Phật có nói chứ không phải không. Mà Đức Phật có nói là những người nào mà hiểu sâu về đạo, đạo của Như Lai đó, thì mới làm được cái này. Vì thế mà tất cả những người nào mà muốn hỏi sâu về cái này thì Đức Phật bắt buộc phải làm như thế này. Đến quỳ trước Đức Phật, rồi nói cái gì đó, rồi mới đi nhiễu vòng quanh ba vòng của Đức Phật. Rồi mới quỳ trở lại, quỳ trịch giáo vai áo bên phải và nói: con xin gánh vác lời của Như Lai dạy, trả lời cho con, dù khó đến đâu con phải trả lời được. Thấy không? Vì thế mà Tổ Pháp Loa mới có cái chuyện này, là cái giới đàn. Tại sao có chữ đàn? Chữ đàn là chữ đi vòng. Tổ Pháp Loa bắt thì đi 5 vòng. 5 vòng để thì là tôi nguyện tu theo Đại Giới Đàn Pháp Loa, không cầu, không cúng, không lại, không xin, không chứng, không đắc. Nói hoài 5 lần đi vòng. Rồi sau đó đó thì ổng phải được cấp cho cái giấy yếu chỉ đại pháp đàn pháp loa là cái chỗ này. Mình phải hiểu cái này nè. Cái lễ này nó khởi công, bây giờ nó tồn tại được là 696 năm. Tính đến năm 2021 này. Đó, ai hiểu được cái này thì mới hiểu cái đại giới đàn của pháp loa được. Chứ tôi thấy á, bây giờ nè, người ta tổ chức là gì? Ta lấy mấy chiếc xe rồi tao cho chạy vòng vòng, không phải vậy, không phải chạy vòng rồi bắt người ta quỳ lại, không phải. Có nghĩa là đi vòng, đi nhiễu vòng quanh 3 lần. Hồi xưa là đệ tử Đức Phật phải nhiễu vòng quanh 3 lần Đức Phật để nói ra một cái câu gì mà nó tuyệt mật. Mà bây giờ những cái câu đó nó còn lưu lại, tới bây giờ nó còn nhiều chứ không phải không. Chú kể cho mấy cô câu mà bây giờ không ai dám kể lại mấy câu này.
Đức Phật ổng nói đó, tu mà cầu ổng là ổng cầu ma đó. Cầu này ổng giải thích ghê lắm. Ổng tu theo ổng mà không cho ổng lại, lại Phật, ổng không cho lại. Bởi vì ổng nói là cấm lại mà, phải bắt luộc, phải đi vòng vòng. Đó thì bởi vậy đó, không cầu, không cúng, không lại. Đây ông cấm tôi không lại rồi, bây giờ không lẽ là tôi hỏi ông tôi lại, ông cho. Ông, thôi thì tôi đi vòng vòng. Tại cái ông Pháp Lo mới cho đi vòng vòng, năm vòng để mà thực hiện năm cái lời nguyện này nè. Thấy không? Không cầu, không cúng, không lại, không tu, không chứng, không đắc là cái chỗ này. Chùa Thiền Tông bắt trước ông Pháp Lo. Chứ sự thật nó nằm ở trong cái giáo lý nó có cái chuyện này. Mà không biết là ông Pháp Lý hồi xưa ổng đâu có, Pháp Lo đâu có đọc được quyển giáo lý đâu, Trần Nhân Tông cũng không đọc. Mà giáo lý này duy nhất chỉ Đức Phật viết để cho bà Thảo bà giải mã ra thôi, có hai người để biết thôi. Vì thế mà người tu mà muốn nói gì cái đại giới đàn Pháp Lo phải hiểu cái nguồn gốc của nó thì mới tu được. Không phải đơn giản đâu. Năm cái câu này sướng lên không ai dám tu hết là tơn á. Thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con hỏi câu tiếp theo ạ. Dạ, tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại không có trụ trì thì thưa bác? Bây giờ đó, chùa Thiền Tông Tân Diệu thì nó đúng ra giống một cái cơ sở sản xuất hoặc là cái cơ sở hành chánh thôi, chứ không phải cơ sở tu. Tu thì mới có trụ trì, đây không có tu. Mà đây nó chỉ là có cái ban quản trị thôi, quản trị để mà quản lý cái chùa này thôi, không có trụ trì. Vì cái ban quản trị này, bây giờ chú còn sống còn làm viện chủ nữa thì để giao lại ban quản trị, chút chết thì ai giỏi thì lên làm trưởng ban, có vậy thôi chứ không có trụ trì. Trưởng ban thì nó có cái nội quy, ai vi phạm nội quy thì đi ra. Mới vô 3 ngày mà vi phạm nội quy cũng bị đuổi ra, thấy không? Nói vậy thì vì thế mà không trụ trì. Trụ là ở, trì là giữ. Vì cái chùa không có ai ở, cái chức trụ trì là phải ở giữ cái chùa. Mà giờ chùa này đâu có ai ở đâu, từ khi cắt ra tới giờ hoàn toàn. Hồi bà Thảo bà cắt đó, còn bà ở, nhưng mà khi mất rồi là hoàn toàn chùa không ai ở đây. Bà dặn là không cho ai ở trong cái chùa này, mà thuê người ở giữ chùa thì được, quét dọn được. Còn trụ trì là trụ là ở, trì là giữ, không có được quyền làm này. Vì thế mà chùa Thiền Tông Tân Diệu không trụ trì là lý do này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, tổ chức như là tổ chức một xí nghiệp hoặc tổ chức hành chánh thì tổ chức đó là như thế nào hả bác? Bây giờ cái tổ chức cái chùa Thiền Tông Tân Diệu thì nó có cái tổ chức như thế này. Nó có một cái ban quản trị, rồi 11 cái tổ phụ trách. Thì trong đó đây là trong đó có cái tổ phụ trách là trong cái tổ có kỹ thuật này. Đây là một trong cái tổ chức của cái chùa Thiền Tông Tân Diệu. Thì trong này là nó có nè. Thứ nhất là giao tế bên ngoài, xây dựng, rồi hành lễ truyền thiền, rồi cấp giấy chứng nhận này kia nọ, rồi với liên lạc bên ngoài là với gì đó. Nó từ 11 cái tổ nó mới điều hành được cái chùa này. Đó, vì thế mà nó điều hành theo giống một cái cơ quan hành chánh của nhà nước vậy nè, thấy không? Không có ai mà làm chủ được. Ví dụ cơ quan nhà nước, ông đó là trưởng phòng, mà ông làm tầm bậy, ông trưởng phòng khác nhạo vô. Đó là rồi cái một tổ chức hành chánh là cái chỗ này này. Vì cái ban quản trị, mà nếu mà cái anh trưởng ban ảnh làm không đúng cái nội quy, thì người ta đem cái nội quy ta đọc, ông tự động ông phải ra, ông mới rời, ông khác vô. Thì học tổ trì là giữ, là không phá vỡ được. Cái này gọi là cái ban quản trị thôi. Anh đúng, ông đứng nội quy thì anh làm, còn không đúng nội quy đi ra, có vậy thôi. Lý do vậy thành ra chùa Thiền Tông Tân Diệu không có cái trụ trì là chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu hỏi tiếp theo, vì sao phải tổ chức đạo Phật khoa học Thiền Tông thưa bác ạ? Đạo Phật khoa học Thiền Tông đó, bởi vì hầu thời Đức Phật còn tại thế đó, cái thời thượng pháp đó dạy sáu pháp môn, năm pháp môn tu, có một pháp môn tu thứ sáu là ông dạy lén. Nó không cho dạy công khai được. Đó thì vì thế mà phải đợi đến 2561 năm sau mới cho công bố ra. Vì nó là khoa học, tới thời này gọi là thời khoa học mới được công bố cái thiền khoa học này ra. Chứ ngày xưa chưa khoa học, chưa phát triển, không công bố được. Nếu công bố cũng không, người ta nói ta không hiểu. Ví dụ hầu chưa có điện mà con nói điện, mấy ông kia ổng cười mình chứ sao.
Điện là cái gì? Thấy không? Rồi hồi chưa có xe ô tô, mà mình giờ nói có ô tô người ta đã biết. Có xe trâu, xe bò, mình nói xe hơi, ông biết đi xe hơi là cái xe gì? À, thành ra phải đợi khoa học cao rồi mới nói. Hồi xưa mà khi nào, hồi xưa con nhớ là ông Galileo, và ông nói trái đất quay, để em chém đầu ông. Bây giờ khoa học biết trái đất quay mới nói được. Thấy không? Có trái đất nó đang quay thì giờ nói tao mới tin, chứ hồi xưa mà nói hậu phận nói trái đất nó quay, mình đứng đây chứ trái đất nó quay 1800 cây số một giờ đem, chắc đem là ổng cũng đập luôn, chứ đừng có nói không có căn cứ. Thì bây giờ khoa học đi trước thì mình nói đi sau thì nó mới tồn tại chứng minh được. Chứ hồi xưa mình căn cứ giờ một ông tiến sĩ mà ổng nói trái đất quay mà đem đây bắt nhốt ổng đi chết luôn. Bởi vì thành ra đạo Phật khoa học thiền tông nó nói cái gì cũng bằng khoa học, chứ mà chưa lúc khoa học chưa phát triển mà nói này nó không chịu, nó không nghe. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa bác, con đã hết câu hỏi ạ. Vậy chị nào xin hỏi tiếp ạ. Rồi cảm ơn con hỏi.